Mở cửa ra nếu như xe trong quán anh à. Đi rồi chứ có vấn đề gì đâu. Em nó bảo em không mở mà khổ quá thì em vì gì em phải mở. Em làm sao phải mở? Vì phải mở. Hả? Nói cái chuyện thôi, chiếc xe. Các cô có mở cho em biển xe này. Đấy. Xe bẩn. Ngay ở ngay ở vòng chuyến thôi. Anh Thành ơi, anh có rỗi ra với em tí. Xe em đang lưu thông các báo cái báo nghi ngờ quá tải anh ạ. Xe thì rất bẩn. Các bác đang nghi ngờ quá tải. Bây giờ đi làm quên trâu, bây giờ này bắt dân phải làm đúng. Em đang ở cô bác. Không có thẩm quyền kiểm tra anh ạ. À, ba anh chỉ có một anh có thẻ ngành thôi. Hai anh không có. Không có quyền, không có thẩm quyền nhưng mà lại bắt mở thùng xe. Đòi cân tải. Ba anh chỉ có một anh có thẻ ngành thôi. Anh có chấp hành yêu cầu. Chấp hành cái gì ạ? Yêu cầu anh mở thùng ra. Em đã nói này em không mở, các anh không có thẩm quyền kiểm tra hàng. Rồi, đúng không? Cho anh xem rồi đúng không? Anh không có thật. Không có thẩm quyền là thế nào? Bây giờ anh nghi ngờ em có tải thì anh bác cân đây cho em là được, em chấp hành cân, em xuất trình cho các anh giấy tờ đấy anh đoàn hoàng luôn, có gì đâu. Tôi yêu cầu anh mở thùng ra đã. Em không mở, không đủ thẩm quyền, không mở. Tôi nói xe anh, này anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Em thông báo với anh rồi, em tên Thành. Ừ anh Thành nhé, bây giờ nếu mà anh mở ra, nếu mà hàng hóa anh không qua không đủ thì thôi mời anh đi thôi, có vấn đề gì đâu mà. Đi thấy chưa? Không, em không mở, không mở chia mà. Sẻ đường ra em đi. Em cũng không ngại mà, em cũng không ngại mà. Em không ngại đâu. Bế con đúng rồi, bế con đúng. Khổ này các bác này, đi làm mà có phải con đi này, cơm thì cơm bụi thì treo ở trong xe. Nãy giờ... Sướng lắm rồi. Nãy giờ mấy đội rồi. Chán thật. Mấy giờ đây nào? Thì em hợp tác mà em bảo em không hợp tác đâu. Bây giờ yêu cầu anh không chấp hành. Sếp bảo em không chấp hành hồi nào? Đấy tôi yêu cầu anh mở hàng từ nãy. Em bảo là các bác không có quyền để mà bắt em mở cái đấy. Tôi được quyền. Đấy là việc của bác nói, còn đấy là việc của em nói. Việc của bác vâng. Nói thì vâng. Người nói thì có người nghe, thì nói thế là thành cãi nhau. Em không cãi nhau nữa, bây giờ là anh bác cân đây để cân để em còn đi. Em không có thời gian. Nói nhanh vậy. Đây ạ, Nguyễn Quyết Thắng 341633. Anh đánh quay vâng. Lại chỗ kia, chỗ cộng cân. Chỗ này không cần. Các sếp dừng xe em ở đâu thì cứ ở đấy mà cân, em không phải đánh đi đâu cả. Chỗ này đủ để cân. Vâng ạ, biển em biển Thế Bình ạ. Anh cho em xin cái biển hiệu anh ạ. Đỗ Xuân Phương, cán bộ 037256, không có thẻ, không có thẻ ngành anh ạ. Gần đủ 15 phút rồi ạ. Đây ạ, xe em 2 tấn 4 ạ. Không ạ, cái bác dừng em lại rồi nó lại lượn đi cho nó nhanh. Em chào cụ Sang nhá, cụ Sang lát nhá.
đường thì rất đông ạ. Đây con xe như này thì đi bình thường. Em đang ở Eco Park ạ, Văn Giang Hưng Yên ạ, huyện Hưng Yên ạ. Anh, à, anh ơi, nhắc nhở nó chỉ anh chở con anh đi nha, thì thôi anh em hôm nay nhắc nhở anh nha. Anh không phải nhắc nhở nha. Em nói thật anh không phải nhắc anh nhở, nhắc nhở là dùng cho những cái đối tượng là thay cho mức xử phạt với những đối tượng mà dưới 18 tuổi thôi. Em không phải nhắc nhở. Hôm nay mà không đèo cháu nó đi không, thì anh không không phải vì đứa, không phải vì đứa cháu đâu nha. Nói thật anh không phải nhắc nhở, em đủ tuổi rồi em nha. Nhưng mà anh đèo cháu với cả vợ đi thì thôi anh em mình nha. Cháu nói thầy trời đang rét này thì thôi nhá, nhắc nhở hai vợ chồng anh chị nhá. Ôi em đi nhá. Chào các bác nhá. Anh Sơn ơi, Tuấn Anh ơi, em lại lên đường rồi các bác nhá. Vâng, cứ xoắn nhau vậy đấy ạ, chết rồi. Gần hết anh Bác ơi, anh Bác. Chào cụ Tiến Hỉ nhá. Còn đợi nào nữa không? Kệ mẹ đó. Em là bị ở dưới Khoái Châu kia, nó điện lên đội này nó bắt em đấy chứ không phải là bọn ấy đâu. Lúc nãy em đã cãi nhau với bọn Khoái Châu rồi, thế là nó điện nhau lên đây là nó vẻ em đấy. Đi cài quên Châu. Vâng, cảm ơn các bác nha. Đúng rồi Tuấn Anh ơi. Ông chú Đạt ơi, hôm nào sang cháu nhà uống rượu nhá. Cãi nhau công an đây. Ngày hai cách nhau khoảng 10 phút này hai chặng. Vâng, hôm nay là công an họ quý, họ gọi xuống thương đứa cháu nhỏ khổ vậy đấy các bác ạ. Vâng, em chào Đinh Viết Minh nhá. Thôi có khi là em phải đi, hẹn các cụ khi khác nhá. À vâng, anh Sơn ơi, em tưởng là nó có chuyên đề nhưng mà chuyên đề vớ vẩn. Thế mà chuyên đề của không, vậy là nó cũng tháng này nó khó rồi, tháng 11. Các cụ nào mà đi qua Eco Park là có chuyên đề cân trọng tải đàng hoàng đấy nhá. Khổ. Từ bé giờ hôm nay mới nhìn thấy cái chuyên đề. Anh Sơn ạ. Gặp ngay được quái. Vâng, em chào anh nhá. Rồi, tạm tay rồi.